Ronaldo nhận phán quyết vụ cáo buộc hiếp dâm. Phía công tố viên đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ bê bối hiếp dâm của siêu sao Cristiano Ronaldo. Catherine Mayorga, một cựu người mẫu, cáo buộc rằng Ronaldo đã cưỡng hiếp cô tại khách sạn ở Las Vegas năm 2009. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Manchester United và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận tài chính với cô ấy một năm sau khi vụ việc xảy ra. CR7 luôn phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục. Anh khẳng định cuộc gặp gỡ của họ là đồng thuận. Mới đây, câu chuyện có vẻ đã đi đến hồi kết khi Ronaldo sẽ không đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào về vụ cưỡng hiếp cách đây một thập kỷ sau khi các công tố viên ở Mỹ cho biết họ không có đủ bằng chứng để kết tội anh. Một luật sư ở bang Nevada cho biết họ sẽ không truy tố siêu sao người Bồ Đào Nha vì không có đủ bằng chứng chứng minh Ronaldo phạm tội ngoài sự nghi ngờ vô căn cứ. Dựa trên việc xem xét các thông tin được trình bày ở thời điểm này, các cáo buộc tấn công tình dục đối với Cristiano Ronaldo không thể được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ, các công tố viên cho biết. Do đó, sẽ không có tội danh nào trong vụ việc. Hiện tại, Ronaldo vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trên mạng xã hội